Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trước hiện trạng chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới và giữa giá vàng miếng SJC với các loại vàng khác có cùng hàm lượng, tác động tiêu cực đến người dân và xã hội, nhiều ý kiến đề xuất cần sớm sửa đổi Nghị định 24 để tăng tính liên thông với thị trường thế giới và phát triển giao dịch vàng trên tài khoản. Cụ thể hơn chính là theo nhiều chuyên gia, vàng tự do nhảy múa vì cách quản lý cần xem lại. Nhìn nhận về thực tế đã nêu, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc thực thi Nghị định 24 hơn 11 năm qua đã đạt được mục tiêu chống vàng hóa nền kinh tế, không để ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Song đến nay, các điều kiện kinh tế xã hội đã thay đổi, nên việc sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP là cần thiết và đáng lẽ phải sửa đổi sớm hơn. Việc sửa nghị định, mục tiêu quan trọng nhất trong quá trình xây dựng và suốt quá trình triển khai Nghị định 24 là chống vàng hóa nền kinh tế, không để ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, lãi suất. Chúng tôi đang xem xét việc độc quyền vàng miếng SJC có còn cần thiết không. Điều này cần phải đánh giá thấu đáo, đại diện Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh. Thực tế cho thấy, thời gian qua, giá vàng liên tục gây bất ngờ khi sô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Đáng nói khi giá vàng thế giới tăng thì giá trong nước lập tức tăng theo, nhưng khi giá thế giới giảm hoặc đứng im thì giá vàng SJC vẫn không ngừng nhảy múa. Điều này dẫn tới khoảng cách giữa giá mua và bán có sự chênh lệch lớn. Hiện trạng này không chỉ đẩy rủi ro về phía người mua mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng buôn bán vàng lậu. Chia sẻ xoay quanh vấn đề đã nêu, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho biết, theo thông lệ quốc tế, người ta coi vàng là một loại hàng hóa và có hai loại vàng là vàng vật chất và vàng phi vật chất. Vàng vật chất bao gồm vàng thỏi, vàng miếng, đồng tiền vàng, trang sức. Còn vàng phi vật chất bao gồm vàng tài khoản và các chứng chỉ về vàng, được giao dịch rất thông dụng trên thị trường. Trong Nghị định 24 chỉ đề cập đến vàng vật chất, đặc biệt vàng miếng được chọn là thương hiệu quốc gia và được nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh. Còn trên thế giới, kể cả các nền kinh tế lớn, các ngân hàng trung ương không quản lý trực tiếp về kinh doanh vàng, bởi họ quan niệm vàng là một loại hàng hóa thông thường. Các ngân hàng trung ương ở các nước chỉ có vai trò dự trữ quốc gia, điều phối vàng như một công cụ để bảo đảm an ninh tiền tệ. Như vậy, ngân hàng trung ương ở các nước không trực tiếp quản lý vàng. Theo ông Hùng, vai trò của ngân hàng trung ương trong phát huy rất tốt trong thời điểm mà thị trường vàng lộn xộn. Nếu hiện nay Việt Nam vẫn duy trì việc độc quyền sẽ dẫn đến sự chênh lệch rất lớn về giá vàng. Trước việc bất ổn thị trường vàng, chuyên gia cho rằng cần xem lại quy định về quản lý thị trường vàng theo hướng tăng tính liên thông với thị trường thế giới và giao dịch vàng trên tài khoản. Theo đó, bình luận về diễn biến giá vàng trong nước có sự khác biệt so với xu hướng thế giới diễn ra khá phổ biến trong những năm gần đây. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, trước thời điểm 2012, vàng được coi như một phương tiện thanh toán dẫn đến thời kỳ vàng hóa nền kinh tế. Nghị định 24 với quy định nhà nước lấy một thương hiệu vàng SJC là thương hiệu vàng quốc gia, nhà nước là cơ quan độc quyền trong quản lý xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng đã được ban hành kịp thời và phát huy tác dụng, hạn chế được tình trạng dùng vàng làm phương tiện thanh toán, giao dịch. Tuy nhiên, theo ông Cường, kinh tế trong nước và thế giới đã có nhiều thay đổi và cách thức quản lý như vậy không còn phù hợp. Lý giải về điều này, vị chuyên gia cho biết, bên cạnh việc độc quyền vẫn phải tăng cung vàng trên thị trường theo nhu cầu thực tế, song lại không có chuyện sản xuất thêm vàng miếng. Trong khi đó, nhiều người Việt Nam vẫn có tâm lý tích trữ vàng, phòng rủi ro nên cầu về vàng tăng. Khi vàng SJC được xác định là thương hiệu quốc gia, thì đương nhiên người dân sẽ có xu hướng lựa chọn loại vàng này dù hàm lượng vàng và chất lượng so với các loại vàng khác có thể như nhau. Sự lệch pha cung cầu đã đẩy giá vàng tăng bất thường, ông Cường phân tích. Bên cạnh đó, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cũng cho rằng, việc nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng như từ năm 2014 đến nay, không nhập khẩu vàng nữa cũng đồng nghĩa với việc không còn liên thông với thế giới. Ngược lại, trong trường hợp liên thông tốt, khi vàng trong nước giá cao thì nhập khẩu để cân bằng, nếu trong nước giá thấp, thế giới giá cao thì xuất khẩu để cân bằng. Việc không liên thông dẫn đến tình trạng lệch pha phi lý giữa giá vàng trong nước và thế giới. Những người có nhu cầu sở hữu và tích lũy vàng sẽ chịu thiệt bởi phải mua vàng với giá rất cao, đồng thời tạo sự không bình đẳng giữa các loại vàng có cùng hàm lượng và chất lượng. Về mặt xã hội, khi giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch lớn, sẽ làm phát sinh nhu cầu nhập lậu vàng kiếm lời, ông Cường nói. Đưa ra quan điểm về giải pháp để bình ổn thị trường vàng, giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, đã đến lúc phải liên thông với thị trường thế giới, loại bỏ chênh lệch giá, đặc biệt là chênh lệch giá vàng SJC như hiện nay bằng các giải pháp thị trường. Việc sản xuất vàng miếng phải trao cho thị trường. Chính sách quản lý thị trường vàng cần tiến tới tự do hóa xuất nhập khẩu thông qua quản lý thị trường hàng hóa. Nhà nước chỉ điều tiết về chính sách như các nước khác trên thế giới, đồng thời phải sớm chuyển đổi thị trường vàng vật chất sang thị trường vàng kỳ hạn, giao dịch thông qua các hợp đồng, vị chuyên gia nói. Đồng quan điểm, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cũng cho rằng cần thay đổi về phương thức quản lý, cần sửa đổi Nghị định số 24.
Vấn đề trước hết là phải xem xét có nhất thiết phải độc quyền hay không. Nếu nhà nước cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất vàng miếng để đáp ứng nhu cầu của người dân thì có thể giảm áp lực về nguồn cung, ông Cường chia sẻ. Mặt khác, theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, cần liên thông giữa thị trường trong nước và quốc tế theo hướng xem xét các quy định về quản lý xuất nhập khẩu vàng. Không phải cứ duy trì một cơ chế như trước đây là cấp phép, cấp quota theo dạng xin cho, mà có thể sử dụng các công cụ tài chính để điều tiết quan hệ xuất nhập khẩu đó. Đồng thời, theo ông Cường, cần có các phương thức giao dịch vàng đa dạng hơn. Nghị định số 24 đã đề cập nội dung kinh doanh vàng trên tài khoản, nhưng không có hướng dẫn cụ thể. Trong khi đó, nếu mở thêm các hình thức kinh doanh vàng trên tài khoản thì sẽ không bị lệ thuộc vào việc nhập khẩu vàng vật chất, thay vào đó có thể sử dụng các công cụ phái sinh để cân đối cung cầu. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường nêu quan điểm. Dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học RMIT Việt Nam có các nhận định và đề xuất về việc sửa đổi nghị định 24/2012 nhằm đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, không tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ trong họp báo ngày 3 tháng 1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng, không bảo hộ giá vàng miếng, cũng không chấp nhận sự chênh lệch giá quá lớn giữa vàng trong nước và quốc tế, giữa vàng SJC và các loại vàng miếng khác. Tôi đồng ý với những yếu tố cơ bản trong việc sửa đổi Nghị định 24/2012 nhằm tuân theo các nguyên tắc như ông Tú nói, trong ngắn hạn và dài hạn. Thứ nhất, trong ngắn hạn, không khuyến khích kinh doanh vàng miếng và không bảo hộ giá vàng miếng. Điều này là cần thiết trong việc ổn định thị trường vàng miếng và nền kinh tế nói chung. Trong bối cảnh lãi suất liên tục giảm, thị trường chứng khoán nhiều biến động, bất động sản trầm lắng, dòng tiền ngày càng chuyển hướng đến những kênh đầu tư mang tính chất phòng thủ như vàng. Hiện tượng này đã đóng góp vào việc gia tăng giá vàng liên tục, phá vỡ kỷ lục lịch sử. Thứ hai, không nên có sự chênh lệch giá lớn. Từ năm 2014 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không đưa thêm vàng ra thị trường, gây ra tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC. Thậm chí trong quá trình lưu thông, vàng SJC còn được chuyển hóa sang vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước không nên sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền và thay vào đó nên xem xét có thể sản xuất thêm một lượng lớn vàng miếng để cung ứng ra thị trường nhằm cân bằng cung cầu, tránh xảy ra hiện tượng sốt giá vàng. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng nên cân nhắc kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh vàng cho phép thành lập Sở Giao dịch Vàng Quốc gia nhằm tạo ra một thị trường vàng mở, nhằm tạo điều kiện cho sự liên thông giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Việc trả lại bình thường cho vàng miếng SJC cần được thực hiện theo lộ trình để tránh tình trạng vàng hóa như trước đây. Bài học về quản lý thị trường Trung Quốc còn đó, từ chỗ đóng kín đã từng bước tự do hóa mọi giao dịch và gặt hái thành công. Kế hoạch tự do hóa thị trường vàng của Trung Quốc cũng bao gồm 3 giai đoạn như nhiều nước khác, đó là xóa bỏ chế độ độc quyền kinh doanh vàng và cơ chế kiểm soát giá, cùng lúc thành lập Sở Giao dịch Vàng, từng bước xóa bỏ cơ chế cấp phép đối với hoạt động sản xuất bán buôn và bán lẻ. Bước đầu là đối với hoạt động bán lẻ, sau đó cho phép cá nhân được phép tham gia giao dịch vàng miếng, và cuối cùng là xóa bỏ từng bước chế độ quản lý xuất nhập khẩu vàng. Khi và chỉ khi lộ trình bình thường hóa vàng miếng được triển khai cẩn trọng sẽ ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ cũng nên chuẩn bị cho kịch bản vàng hóa khi người dân tìm cách mua vàng bằng được thay vì gửi tiền ngân hàng hoặc mua hàng hóa, dịch vụ để kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi đó, giá vàng tăng sẽ dẫn đến hệ lụy là giá bất động sản tăng, đồng thời gây sức ép đồng tiền Việt. Vàng không thuộc rổ hàng hóa, dịch vụ tính chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhưng việc vàng tăng giá sẽ tác động lớn đến nền kinh tế. Một trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này bao gồm Ngân hàng Nhà nước nên tập trung nguồn vàng đã được nhập từ trước đến nay vào kho vàng của nhà nước bằng cách mua lại hoặc phát hành chứng chỉ vàng. Sau đó tinh luyện lại thành vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ nhằm hạn chế lượng vàng hóa nền kinh tế như đánh thuế giao dịch vàng miếng, khuyến khích gửi vàng vào hay chuyển vàng vào Ngân hàng Nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!